Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng thống Biden sẽ hội đàm cùng ông Tô Lâm tại New York. Ngày 23 tháng 9, VOA Tiếng Việt cho hay, Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Biden sẽ gặp Tổng bí thư Việt Nam Tô Lâm tại New York. VOA dẫn một thông báo của Tòa Bạch Ốc đưa ra ngày 22 tháng 9 cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ gặp Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào ngày 25 tháng 9, khi cả hai nhà lãnh đạo có mặt tại New York để tham dự cuộc họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Đây sẽ là lần đầu tiên ông Tô Lâm gặp Tổng thống Biden kể từ khi ông trở thành Chủ tịch nước và sau đó là Tổng bí thư đảng của Việt Nam. VOA dẫn ý kiến của các nhà phân tích cho rằng Tổng thống Biden muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Việt Nam để kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết trong chuyến công du đầu tiên tới Mỹ Kể từ khi được bổ nhiệm chức tổng bí thư ngày 23 tháng 9, ông Tô Lâm đã tham dự sự kiện kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. VOA dẫn phát biểu của Thượng nghị sĩ Mỹ Dan Sullivan tại sự kiện này khẳng định rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ được lưỡng đảng Hoa Kỳ ủng hộ với tiềm năng phát triển to lớn và Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập tự cường và thịnh vượng. VOA trích báo tuổi trẻ cho hay, vào chiều ngày 22 tháng 9, ông Tô Lâm đã gặp gỡ và trao đổi với đảng Cộng sản Mỹ, tổ chức cánh tả và bạn bè Mỹ tại New York. Đồng chủ tịch đảng Cộng sản Mỹ Rosana Campbell được báo tuổi trẻ trích lời nói tại buổi gặp rằng, bà ấn tượng sâu sắc và được truyền cảm hứng về một nước Việt Nam hiện đại, thịnh vượng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời khẳng định rằng, mong muốn tăng cường quan hệ giữa hai đảng trong thời gian tới. VOA trích dẫn báo VN Express cho hay, cũng trong chiều ngày 22 tháng 9, ông Tô Lâm đã gặp phó chủ tịch tập đoàn Boeing Braden Nielsen tại New York. Ông kêu gọi tập đoàn Mỹ nghiên cứu, triển khai đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện, trung tâm bảo dưỡng tại Việt Nam. Ông Lâm cũng đề nghị Boeing tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để chuyển giao các đơn đặt hàng mua máy bay đã đăng ký thời gian qua. Và đây là hình ông Tô Lâm phát biểu tại Đại học Columbia sáng ngày 23 tháng 9. Theo VN Express, ông Nielsen khẳng định rằng hai bên quyết tâm trong năm 2028 hoàn thành hợp đồng đã ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Việt Nam vào năm ngoái. Vị lãnh đạo của Boeing cũng cam kết trong thời gian tới sẽ hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái hàng không tại Việt Nam. Theo truyền thông nhà nước, ngày 23 tháng 9, ông Lâm đã phát biểu tại Đại học Columbia ở New York. VOA cũng cho biết dân biểu Mỹ Michelle Steele đã gửi một bức thư phản đối việc trường đại học này mời người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới phát biểu tại diễn đàn các nhà lãnh đạo thế giới. Trong thư, bà Steele cho rằng Đại học Columbia không nên tiếp nhận một trong những nhà lãnh đạo độc tài nổi tiếng nhất, trong khi thúc đẩy môi trường đại học tự do ngôn luận và biểu đạt. VOA dẫn lời ông John Stephen, giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói với một hãng tin quốc tế rằng Cộng đồng Colombia nên đặt câu hỏi về hồ sơ của ông Tô Lâm và hỏi ông tại sao hàng trăm người bất đồng chính kiến vẫn phải ngồi sau song sắt.VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Đại học Colombia.VOA cho biết thêm, trước chuyến đi của ông Tô Lâm, chính quyền Việt Nam đã thả hai nhà hoạt động nổi tiếng là Trần Huỳnh Duy Thức và Hoàng Thị Minh Hồng được tự do trước thời hạn. Trong khi đó, khoảng 100 người thuộc cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã biểu tình bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 22 tháng 9 khi ông Lâm phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng thống Biden sẽ hội đàm cùng ông Tô Lâm tại New York. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thả hai tù nhân nổi tiếng trước chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm liên quan đến việc mua vũ khí Mỹ. Ngày 22 tháng 9, BBC Tiếng Việt bình luận vì sao ông Tô Lâm trả tự do hai tù nhân nổi tiếng trước khi sang Mỹ. Theo đó, hai tù nhân nổi tiếng là Trần Huỳnh Duy Thức và Hoàng Thị Minh Hồng được trả tự do trở về nhà ngày 21 tháng 9, ngày trước chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm. BBC đặt câu hỏi Tại sao chính phủ Việt Nam có quyết định như vậy vào thời điểm này? BBC nhắc lại lên một Nguyễn Văn Lý được trả tự do vào ngày 20 tháng 5 năm 2016 trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Vào tháng 9 năm 2023, trước chuyến thăm Hà Nội của ông Biden, Hà Nội đã đồng ý để hai nhà hoạt động bị bắt giữ chưa bị tuyên án tù sang Mỹ tị nạn và đồng ý trả tự do cho hai nhà hoạt động khác đang bị giam là luật sư Nguyễn Bắc Triển và nhà báo Mai Phan Lợi và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn bài lời chào đầu tiên đăng lên Facebook của ông Trần Huỳnh Duy Thức kể lại rằng Bộ Công an muốn ông làm đơn xin đặc xá nhưng ông từ chối. Sau đó vào tối ngày 20 tháng 9, trại giam số 6 đã thông báo về quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhưng ông Thức không nhận và không đồng ý ra khỏi trại. Thế là họ cưỡng bức khiêng ông ra, đưa lên xe ra sân bay Vinh để vào Sài Gòn. Ông Thức viết như vậy một cách mặc nhiên, ông đã góp phần quan trọng vào sự hỗ trợ chuyến công du Hoa Kỳ của ông Chủ tịch nước, một chuyến đi mang hy vọng về sự chuyển đổi mạnh mẽ cho đất nước trong tương lai. Theo BBC, lần này không phải một chuyến thăm chính thức tới Mỹ của ông Tô Lâm, mà ông chỉ đi dự các sự kiện của Liên Hiệp Quốc. Nhân đó xúc tiến một số cuộc gặp với giới chính trị và giới doanh nhân Mỹ. Do đó, lần này sẽ không có các cuộc hội đàm song phương Tuy nhiên, trong các cuộc gặp gỡ, đôi bên có thể sẽ bàn tới các vấn đề quan trọng, bao gồm cả việc mua vũ khí. BBC dẫn lời cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Tiến Trung, việc trả tự do cho ông Thức có thể khiến Mỹ đồng ý bán một số thiết bị quân sự cho Việt Nam, như máy bay vận tải C-130. BBC cũng dẫn lời ông Ben Swanton, đồng giám đốc dự án 88, nói rằng việc trả tự do cho hai tù nhân nói trên trước chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm là có liên quan đến thỏa thuận vũ khí. Và đây là hình ông Trần Huỳnh Duy Thức cùng người thân, bạn bè ngay sau khi ra tù. Ông Nguyễn Tiến Trung bày tỏ sự hoài nghi về thực tâm của Việt Nam trong vấn đề cải thiện nhân quyền. Việc thả hai tù nhân lương tâm trên không nói lên được thực tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam, dù họ muốn thể hiện, họ cũng tôn trọng nhân quyền, cũng có những nhượng bộ về nhân quyền. BBC dẫn tiếp lại ông Phil Robertson, giám đốc tổ chức Asian Human Rights Labor nói rằng, việc trả tự do cho ông Thức và bà Hồng giống như ngoại giao con tình. Rõ ràng là không có thay đổi thực sự nào trong chính sách của chính phủ Việt Nam nhằm xóa sổ các nhà hoạt động xã hội dân sự và những người bất đồng chính kiến mà đảng cầm quyền coi là mối đe dọa đối với quyền lực của họ. Chắc chắn là ngay khi ông Tô Lâm trở về sau chuyến đi thì mô hình đàn áp và bắt giữ thông thường đối với bất kỳ ai chỉ trích chính phủ cũng sẽ quay trở lại. BBC cũng dẫn chia sẻ cảm xúc của nhiều người trên mạng xã hội sau khi ông Trần Huỳnh Duy Thức được trả tự do. Nhà văn Phan Thúy Hà viết rằng, đã được nhìn thấy anh Trần Huỳnh Duy Thức, không chú thích thì không biết, đó là một người vừa ra tù sau gần 16 năm. Trong anh thật bình thản bình an. Luật sư Lê Công Định viết rằng, đây là niềm vui khôn tả, không thể nói nên lời. Luật sư Đảng Đình Mạnh đặt câu hỏi rằng, những quyết định trả tự do tù nhân này là sự trao đổi hay thay đổi? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thả hai tù nhân nổi tiếng trước chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm liên quan đến việc mua vũ khí Mỹ Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới